Xin chào tất cả các bạn, rồi chúng ta lại tiếp tục trên tay mình đang cầm 4 cây tay xi nhan dành cho anh em lên xe nha các bạn. Đây là 4 cây tay xi nhan anh em có thể gắn được cho xe đèn vuông tấm 2, tấm 4 custom DD là xài chung hết, không phân biệt là trái phải hay là đời nào đều là xài chung hết nha các bạn. Thì cái tay xi nhan sau á, chúng ta xài chung không phân biệt trái phải, nhưng riêng mà cái tay xi nhan trước thì nó có phân biệt trái phải nha anh em. Thì hàng 4 cây đang rất là đẹp, thì anh em có nhu cầu lấy thì anh em nhắn tin Zalo, mình sẽ chụp hình chi tiết cây này cho anh em coi nha. Đấy, có sẵn, hàng có sẵn nha các bạn. Tiền Giang, ok. Đó, rất là đẹp luôn nha anh em. 4 cây thì tay xi nhan rất là đẹp nha. Thì anh em nào có nhu cầu thì anh em liên hệ nha các bạn. Rồi, rất là đẹp nha các bạn. Không bị nứt, không bị bể nha, không bị chày nha. Và cái chân này là zin theo xe luôn nha anh em. Đó, đa số anh em mua bên ngoài là dễ bị tráo hàng Thái Lan lắm nha các bạn. Còn đây là hàng zin nha, zin tháo xe, zin 100%, ốc vít bóng đèn đều zin hết. Đó, hàng chuẩn chỉ cho anh em về sưu tầm nha các bạn, rất là đẹp luôn nha. Đó, đây bây giờ mình sẽ so kỹ cho anh em coi. Xin chào tất cả các bạn, rồi chúng ta lại tiếp tục. Đó, rất là đẹp nè, không bị chạy xước, không bị nứt gì luôn nha. Anh em coi kỹ thì nhắn tin Zalo, mình chụp hình chi tiết cho anh em coi nha. Chụp zin giao băng nha các bạn, chụp zin bóng zin đó, dây điện zin nè, rất là đẹp nha. Cái phần hai cái nút này nè là cái phần để ở dưới, chúng ta sẽ bỏ vô trong này nè các bạn. Đó, rồi nhìn bên ngoài như thế này, mặt trên nè, chúng ta mua chủ yếu quan trọng coi mặt trên, mặt dưới nhiều khi nó bị sét cũng được, nhưng tại vì nó không sao, con mắt mình không có nhìn vô, cái mặt trên là được. Đó, mặt trên rất là đẹp rồi nha, mặt dưới vẫn còn đẹp luôn, cây này mặt dưới đẹp luôn nha anh em. Đó, mặt cây rồi, cây bên đây rất là đẹp luôn nè, bông lưỡng luôn nè. Xi nhan trước thì bên mình còn một cặp, xi nhan sau thì còn được hai cặp các bạn. Đó, xi nhan trước là nó hơi bị bể nhiều rồi. Đó, mua để dành anh em. Đây là cặp mình tháo xe custom 70 hôm qua, anh em nào xem video thì thấy hôm qua mình rã xe. Tất cả hàng mình bán đều do tự tay mình rã hết, nên anh em có nhu cầu thắc mắc gì mình sẽ trả lời cho các bạn nha. Zin rồi, đây, cái tay xi nhan sau rồi, chụp zin nè, đẹp nè, không chạy xước nè, không nứt không bể nha. Đó, chân nè, cùi nè, đẹp nè. Đa số khi các bạn mua bên ngoài cái này nè, nó sẽ bị xước, là tại vì lúc mà chúng ta dựng xe sát với tường hay là những xe khác nó va quẹt, nó rất là hay dễ bị va quẹt ở đây. Đó, cho nên một cây tay, một cặp tay xi nhan sau mắc hay rẻ là do độ xước nhiều hay ít các bạn. Nếu mà xước nhiều nó rẻ, mà không xước nó sẽ mắc các bạn. Cái cặp đây của mình hiện tại không bị xước luôn nha. Đây, thì anh em nhắn tin Zalo, mình chụp hình kỹ cho anh em coi, cặp này không bị xước. Đó, hàng bên mình là có sẵn, anh em có nhu cầu mua thì cứ qua trực tiếp bên shop để lấy, ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không mang ship code anh em. Cái tay xi nhan, cái cây cao su này là zin luôn nha. Đó, zin luôn. Và thông thường á, anh em mua bên ngoài mấy cặp giá rẻ rồi đó, hay bị thay cái cặp đó, tại vì cái chân này nó rất là dễ bị gãy các bạn. Nó bằng cao su đặc thì người ta thay cái cặp cao su thái vô, nó không được zin. Đó, thái thì nó cũng chắc, nó cũng bền như zin thôi, nhưng mà điều nó không phải là zin thôi các bạn. Nhiều khi anh em thích chơi đồ zin á, đó, thì nó khác nha. Thì cặp thái bên mình cũng bán cặp thái rất là rẻ, cặp zin nó mất gấp 3 lần cặp thái các bạn. Đó, mà mình chỉ bán cái cao su thôi, còn cái đồ trên em mình vẫn bán đồ zin hết các bạn. Cái cặp này là nguyên zin nha, rất là đẹp. Cặp này khoái nhất là cái đầu đây nè, anh em nhìn cái đầu nè, nó không bị xước nè. Đó, nếu mà xe anh em nào á mà giống như là đẹp như xe thùng luôn, thì mình có 4 cây tay xi nhan này hàng mới trong bịch luôn, có sẵn 4 cây tay xi nhan hàng mới trong bịch cho anh em gắn vô xe cột, xe siêu cột rồi, siêu cột gắn vô đà. Còn mà xe zin siêu tầm là gắn bộ này là quá đẹp rồi, còn xe mà gọi là xe siêu cột luôn, chúng ta gắn bộ mới trong bịch nhức nách luôn nha anh em. Ok, nhức nách nha. Rồi, anh em có nhu cầu gọi trực tiếp, nhắn tin Zalo giúp mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn, nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng đi xe cấp hàng ngày.